Rồi, kênh Đổ Vô xin chào chị bạn. Hôm nay mình giao ếch, có được dịp đi Long An giao ếch đó. Hai anh em đi Long An có dịp giao ếch, đem ếch xuống Long An cho ông anh với ông nuôi thí nghiệm thử các bạn. Nếu mà ông nuôi đạt là ông nuôi chắc số lượng lớn, tại anh nói cái khu của anh hiện tại giờ làm là mười mấy mẫu lận các bạn. Rồi hôm nay mình có dịp hai anh em đi dưới, rồi mình có gì xuống dưới mình quay cho anh chị bạn xem luôn, coi cái khu anh nuôi, anh chuẩn bị anh dự định đang nuôi mà dưới sợ, anh sợ nước phèn các bạn, sợ nước phèn nó không được. Bây giờ hôm nay mình có giao dưới một ít cho anh nuôi thí nghiệm thử. Đây này, ếch là mình đem dưới cho anh nuôi thử nè, có gì xuống dưới mình quay cho anh chị bạn xem.